chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Lộ diện cặp đôi song sát tiêm kích và tên lửa của Ấn Độ, vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống tấn công của kẻ địch chỉ trong một nốt nhạc. New Delhi cho rằng bộ đôi sát thủ này có thể khiến Trung Quốc khiếp đảm. Phía Trung Quốc mỉa mai Ấn Độ chỉ giỏi dung cây dọa khỉ. Thực tế, đội quân New Delhi vô cùng lòng lẻo và vô kỷ luật, thực hư ra sao. Trong khi đó, Trung Quốc vừa tiếp tục đẩy Đài Loan vào cảnh ê chề, khi lôi kéo thành công đồng minh Nicaragua của hòn đảo về phía mình Bắc Kinh còn quay sang tố Washington, dùng tiền và quyền để ép các nước giao dù với đồng minh Tại sao Bắc Kinh lại mạnh miệng như vậy? Chưa dừng lại ở đó, xúc tù của Trung Quốc tiếp tục khiến các nước Đông Nam Á rung mình Báo cáo của tổ chức Mỹ vừa hé lộ, tin tặc nước này tấn công hàng loạt tổ chức chính phủ và tư nhân trên khắp Đông Nam Á trong đó có Việt Nam Không thể ngồi yên để kinh địch khuấy đảo khu vực trọng yếu Tuần sau, Ngoại trưởng Mỹ sẽ lên đường thăm các nước Đông Nam Á, chia mũi dùi vào Trung Quốc ngạo mạn. Tòa độc lập của Anh mới đây cũng đưa ra kết luận chấn động rằng Trung Quốc thực sự đã diệt chủng ở Tân Cường, các nước phản ứng ra sao? Một số tin tức đáng chú ý khác, Trung Quốc nổi giận khi Mỹ, Anh, Úc tẩy chay thế vận hội Bắc Kinh. Nga tăng cường trang bị hệ thống vũ khí tiết tiền. Mỹ dặn UAE ngừng giao du với Iran nếu không muốn bị trừng phạt công ty thủy điện trình làng ô tô bay kỳ diệu như tấm thảm thần tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây Ấn Độ vừa phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tiêm kích Sukhoi Su-30MKI. Các chuyên gia đã ca ngợi vụ thử là dấu mốc to lớn khi cặp đôi song sát BrahMos và Sukhoi có thể vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống tấn công của kẻ địch. Vụ phóng diễn ra từ bờ biển Chandipur, bang Odisha ngày 8 tháng 12. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rana Singh đã khen ngợi cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng DRDO không quân Ấn Độ và một số cổ đồng khác. Tên lửa hành trình siêu thanh tối tân bậc nhất Ấn Độ được phát triển bởi công ty hàng không vũ trụ Brahmos, một liên doanh giữa DRDO và hãng sản xuất máy bay NPO Masino của Nga. Brahmos được đặt tên theo hai con sông lớn là sông Brahmaputra của Ấn Độ và sông Moskva của Nga. Được mệnh danh là tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới, BrahMos đã triển khai cho lực lượng vũ trang Ấn Độ, vũ khí dài 8,4 m, có tầm bắn khoảng 400 km và có thể mang trọng tải thông thường lên tới 300 kg. BrahMos có thể di chuyển gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh mà vẫn đảm bảo khả năng công phá và độ chính xác cao. Việc trang bị tên lửa hành trình phóng từ trên không ALCM sẽ giúp cải thiện đáng kể năng lực của không quân Ấn Độ để oanh kích mạnh mẽ các mục tiêu phòng thủ sâu trong lãnh thổ của đối phương. Ngay cả khi BrahMos được phóng từ SU-30MKI trong lãnh thổ Ấn Độ, chúng cũng có tầm bắn rất xa và đủ sức vươn tới địa phận của kẻ địch. Đây là một lợi thế vô cùng lớn nếu xảy ra giao tranh. Điểm quan trọng nhất khi phóng BrahMos từ trên không là nó không dễ gặp nguy hiểm như hệ thống phóng từ trên bộ, bởi vì dù các bệ phóng trên bộ có thể di chuyển nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị máy bay chiến đấu của kẻ địch phản công oanh kích đáp trả. Mặt khác, hệ thống phóng trên bộ phải đặt gần biên giới, trong khi phiên bản gắn trên SU-30MKI có thể triển khai xa khỏi tầm nhìn của kẻ thù. Tiêm kích SU-30 MKI và tên lửa siêu thanh BrahMos là cặp đôi song sát đáng sợ, theo chuyên gia phân tích quốc phòng Krishnan ở New Zealand cho biết. Theo chuyên gia, sự phối hợp của tên lửa BrahMos và máy bay SU-30 MKI chỉ cần hai phi đội là đủ sức vô hiệu hóa các trung tâm đầu não của Pakistan, bao gồm các nhà máy hạt nhân, kho đạn dược trung tâm hà ở phía tây La Hồ, các căn cứ tên lửa đạn đạo, bộ chỉ huy lục quân Pakistan ở Rawalpindi càng lớn duy nhất của Pakistan và căn cứ hải quân ở Karachi cũng như phá hủy các nhà máy vũ khí đối với Trung Quốc không quân Ấn Độ không thể kỳ vọng quá nhiều bởi các mục tiêu chiến lược đều được Bắc Kinh đặt sâu trong lãnh thổ tuy nhiên các cơ sở hạ tầng quân sự của Trung Quốc gần đường kiểm soát thực tế LAC bao gồm tuyến đường sắt và các sân bay chiến lược có thể bị bộ đội Brahmos và Su-30MKI hủy diệt dễ dàng vì vậy Bắc Kinh đang tỏ ra cảnh giác cao độ với các tên lửa Brahmos của New Delhi Trái lại, phía Trung Quốc cho rằng đó chỉ là những chiêu trò dung cây dọa khỉ của phía Ấn Độ. Vừa qua, các chuyên gia Trung Quốc cho biết vụ tai nạn trực thăng dẫn đến việc Tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Đại tướng Bipin Rawat qua đời mới đây chính là minh chứng cho sự thiếu kỷ luật và tinh thần tác chiến của quân đội New Delhi. Đây là mất mát lớn và dáng đòn nặng nề cho quá trình hiện đại hóa quân đội. Hôm 9 tháng 12, chuyên gia quân sự Trung Quốc Ngụy Đông Húc cho biết các phiên bản cải tiến của Mi-17 trực thăng trở vị lãnh đạo quân đội Ấn Độ vốn được trang bị động cơ mạnh và các thiết bị điện tử tiên tiến nên khó xảy ra trường hợp bị trục trọng. ông chỉ ra hiện quân đội ấn độ đang vận hành quá nhiều loại trực thăng trong số đó các loại được phát triển trong nước có loại sản xuất trong nước nhưng theo công nghệ được nước ngoài chuyển giao cũng có trực thăng nhập khẩu từ mỹ và từ nga điều này gây ra các vấn đề trong hỗ trợ hậu cần và bảo trì một chuyên gia quân sự trung quốc giấu tên cho rằng ấn độ vốn có văn hóa quân đội lòng lẻo và vô kỳ luật quân đội nước này thường không tuân theo các quy trình hoạt động tiêu chuẩn giới quan sát bắc kinh đều cho rằng nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn trước đó, bao gồm vụ cháy tàu sân bay của Ấn Độ vào năm 2019 và vụ nổ trên tàu ngầm của nước này vào năm 2013, và ngay cả tai nạn mới đây đều có thể là do lỗi của con người. Các chuyên gia nhận định có thể tránh được vụ rơi máy bay chở theo tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ vừa qua nếu như chuyến bay được hoãn cho đến khi thời tiết cải thiện, phi công bay khéo léo hơn, đội bảo trì mặt đất chăm sóc trực thăng tốt hơn. Một lần nữa, tất cả điều này chứng minh quân đội Ấn Độ không hề chuyên nghiệp và có phần cầu thả. Phía Trung Quốc nhận định đây là một vấn đề chung của toàn quân đội Ấn Độ, bao gồm cả lực lượng đóng quân dọc theo khu vực biên giới với Trung Quốc. Các chuyên gia nước này cho rằng New Delhi là thủng rỗng kêu to, không có khả năng chống trả nếu cuộc chiến thực sự thời ra. Được biết, Đại tướng Bipin Rawat là người thống nhất lục quân, hải quân và không quân Ấn Độ, vốn đang rời rạc trở thành một thể thống nhất và tiến lên hiện đại hóa quân đội. Sự ra đi của ông khiến công cuộc này gặp trở ngại lớn. Chỉ khoảng một tháng trước, ông Rawat đã xác định Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lớn nhất mà Ấn Độ phải đối mặt. Các chuyên gia Bắc Kinh cho rằng, mất mát vừa qua của quân đội New Delhi cũng sẽ không khiến nước này chùn sâu trong cuộc giao tranh với Trung Quốc ở biên giới. Bà Lan Jian giám đốc phòng nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, nói với thời báo Hoàn Cầu rằng có khả năng sẽ không có sự điều chỉnh lớn về vấn đề biên giới từ Ấn Độ vì điều này được quyết định bởi định hướng chiến lược của họ đối với Trung Quốc. Dù Ấn Độ có thay đổi hay không, cũng không thay đổi được sự thật rằng kẻ thù lớn nhất của Ấn Độ là sự lạc hậu, chứ không phải Trung Quốc, bà nói. Đài Loan mới đây cũng đã bị Trung Quốc đẩy vào cảnh ê e chề. Đất nước Trung Mỹ, Nicaragua vừa qua đã đoạn tuyệt với Đài Loan để thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 12. Động thái này khiến Đài Loan cay đắng vì mất thêm một cái tên nữa trong danh sách đồng minh ít ỏi, trong khi Hoa Kỳ tức giận vì vốn xem khu vực Trung Mỹ như sân sau và Washington đã liên tục ủng hộ Đài Bắc. Động thái thiết lập quan hệ chính thức giữa Bắc Kinh và Managua diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa Washington với chính quyền đất nước Trung Mỹ vào hôm thứ sáu, bộ ngoại giao Mỹ đã áp đặt trừng phạt với Nestor Munckadalau, cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống Daniel Ortega, cáo buộc âm mưu gian lận nhập khẩu và thuế quan để làm giàu cho thành viên trong nội các tổng thống. Hồi tháng trước, Mỹ cũng chỉ trích ông Ortega thao túng phiếu bầu khi giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden gọi cuộc bầu cử ở Nicaragua là một màn kịch. Mới đây, phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ Ned Price cũng chỉ trích mạnh mẽ quyết định các quan hệ ngoại giao với Đài Loan là không phản ánh ý nguyện của nhân dân Nicaragua. Ông Price khẳng định: "Chúng tôi kêu gọi tất cả quốc gia nào đề cao thể chế dân chủ, sự minh bạch, luật lệ và thịnh vượng kinh tế cho người dân thì hãy mở rộng hợp tác với Đài Loan". Trước phát ngôn từ Washington, Trung Quốc đã khẩu chiến đáp trả. Ngoại trưởng Vương Nghị vào hôm thứ sáu ngày 10 tháng 12 cho rằng còn rất ít quốc gia muốn làm đồng minh với Đài Loan vì hoàn đảo. Sự sử dụng quyền lực đồng tiền và sức ép từ Mỹ để làm đòn bẫy ngoại giao. Ông Vương còn cảnh báo thêm, nhiều nước khác sẽ tiếp tục chối bỏ quan hệ với Đài Bắc để đứng về phía Bắc Kinh. Ông Vương cũng chỉ trích Washington, Ngoại trưởng nói bản thân Mỹ cũng thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc 40 năm trước, vì vậy họ có quyền gì ngăn cản những quốc gia có chủ quyền khác thực hiện lựa chọn của mình. Trong khi đó, Đài Loan thể hiện nỗi cay đắng và lấy làm tiếc về quyết định của Nicaragua. Cơ quan đối ngoại của hòn đảo cho biết, để giữ vững chủ quyền và danh dự, chúng tôi quyết định chấm dứt quan hệ ngoại giao với Nicaragua, quyết định có hiệu lực ngay lập tức, kết thúc tất cả hợp tác song phương và dự án hỗ trợ. Tất cả nhân viên đối ngoại và kỹ sư Đài Loan ở Nicaragua sẽ sớm hồi hương. Cơ quan đối ngoại ở Đài Bắc nói nói thêm, Đài Loan đã luôn là người bạn trung thành và tin cậy đối với Nicaragua, đóng góp lâu dài cho sự phát triển toàn diện của đất nước này. Vì vậy, Đài Bắc không kìm được nỗi thất vọng và chỉ trích chính quyền của Tổng thống Ortega. Mặt khác, Đài Loan cũng có nguy cơ đánh mất đồng minh Honduras vào tay Bắc Kinh. Tổng thống tân cử của đất nước Trung Mỹ này, bà Xiomara Castro, đã từng tiết lộ ý định thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Ở diễn biến khác, tờ Nikkei Asia vừa đưa tin chấn động cho biết, các tin tặc Trung Quốc được chính phủ nước này bảo trợ đã tấn công nhiều tổ chức chính phủ và tư nhân trên khắp Đông Nam Á, trong đó mục tiêu chủ yếu là các đơn vị có hợp tác cùng Bắc Kinh trong các dự án phát triển hạ tầng. Được biết, thông tin trên được Insight Group, tổ chức nghiên cứu về an ninh mạng của Massachusetts, Hoa Kỳ công bố hôm 8 tháng 12. Theo Insight Group, Malaysia, Indonesia và Việt Nam là ba quốc gia bị nhắm mục tiêu hàng đầu trong các vụ xâm nhập do các nước này có tranh chấp với Trung Quốc về Biển Đông. Kế tiếp là Myanmar, Philippines, Lào, Thái Lan, Singapore và Campuchia. Báo cáo của cơ quan này hé lộ, trong suốt năm 2021, INSIC đã phát hiện gián điệp mạng Trung Quốc xâm nhập vào các văn phòng thủ tướng, đơn vị quân sự và cơ quan chính phủ của các nước Đông Nam Á dưới định dạng tạm thời là TAG-16 thông qua các phần mềm độc hại có thể tùy chỉnh như Funny Dream và Chinoxy. Tổ chức này còn thu nhập bằng chứng cho thấy TAG-16 chia sẻ thông tin với Red Fox Short, đơn vị có liên hệ với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Nhìn chung, Insight Group đã xác định được hơn 400 máy chủ ở Đông Nam Á bị dính với các phần mềm độc hại này. Trong vài tháng, nhiều sự cố đã xảy ra, vì vậy có khả năng cao các nhóm tin tặc đã tạo ra các đường truyền cố định trong thời gian dài để thu nhập thông tin tình báo. Tại thời điểm này, chúng tôi không có thông tin chi tiết về dữ liệu cụ thể mà các tin tặc đã thu được, phía Insight cho biết. Tổ chức này cũng tiết lộ, tin tặc đã tiến hành tấn công mạng vào Campuchia và Lào do hai nước này tham gia vào sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh. Kết quả theo dõi các cuộc xâm nhập cho thấy, Hoạt động gián điệp mang nhất quán với lợi ích chính trị và kinh tế của chính phủ, các đường dây liên kết cũng xác định được mối liên hệ chặt chẽ giữa nhóm tin tặc và các hoạt động mà nhà nước Trung Quốc đầu tư. Do đó, chúng tôi tin rằng có nhiều khả năng chính quyền Bắc Kinh đứng đằng sau các vụ xâm nhập này, phía InSis công bố. Hiện, phía Trung Quốc chưa có bình luận trước cáo buộc này. Trong quá khứ, các nhà chức trách Bắc Kinh luôn phủ nhận mọi hình thức bảo trợ cho tin tặc và kêu oan rằng bản thân nước này mới là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng. giữa lúc an ninh khu vực đông nam á đang bị trung quốc đe dọa ngoại trưởng mỹ bất ngờ tuyên bố sẽ thực hiện chuyến thăm đến các nước trong khu vực này bao gồm indonesia malaysia và thái lan vào tuần tới trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề đông nam á và thái bình dương daniel christian brink cho biết chuyến công du sắp tới của ngoại trưởng mỹ là bằng chứng cho cam kết bền vững của chính quyền tổng thống mỹ joe biden với khu vực ông cho biết trong các cuộc gặp sắp tới ông blinken sẽ tập trung vào nội dung tăng cường cơ sở hạ tầng an ninh khu vực để đối phó với hành động bắt nạt của cộng hòa và nhân dân Trung Hoa ở Biển Đông và ông cũng sẽ thảo luận về các hành động đơn phương của Trung Quốc ở sông Mekong. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ tại Jakarta, Indonesia, ông Blinken dự kiến sẽ có bài phát biểu về tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tại Kuala Lumpur, ông sẽ nêu định hướng hình thành khu vực tự do và cởi mở một cách bền vững. Căng thẳng đã bùng lên giữa Jakarta và Bắc Kinh về hoạt động khoan dầu khí của Indonesia trong khu vực hàng hải mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Ngoài ra, Bắc Kinh còn đơn phương đưa ra nhiều yêu sách ở Biển Đông với các nước thành viên asean như việt nam philippines malaysia và brunei Tuyến đường thủy chiến lược cũng đã trở thành điểm nghẽn trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Hai cường quốc đều đang tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Chưa kể liên minh an ninh AUKUS mới đây giữa Mỹ, Anh và Úc cũng trở thành giọt nước tràn ly khiến quan hệ hai nước ngày thêm tồi tệ. Động thái ngoại giao mới nhất này của Washington ở Đông Nam Á cũng là nước cờ cần thiết trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm kiếm các mối quan hệ chặt chẽ hơn trong khu vực. Hồi tháng trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với các nhà lãnh đạo ASEAN. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên quan hệ đối đối tác chiến lược toàn diện, tạo đà cho bước hợp tác chặt chẽ về an ninh. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ngoài những nội dung đã được đề cập, Ngoại trưởng Blinken cũng sẽ nhắc đến cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Myanmar và kêu gọi các người đồng cấp ủng hộ nước này đi theo con đường dân chủ. Hiện cả Washington và Bắc Kinh đều ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar và đề cao kế hoạch đồng thuận 5 điểm của khối nhằm khôi phục hòa bình ở nước này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Mỹ-Trung đang đi theo các con đường ngoại giao khác nhau. Trung Quốc, một nước láng giềng và là đối tác thương mại lớn nhất của Myanmar, đã kiềm chế không chỉ trích chính quyền quân sự kể từ khi cuộc đạo chính xảy ra và thúc giục các bên tìm kiếm một giải pháp chính trị thông qua đối thoại theo khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Trong khi đó, Mỹ muốn điều chỉnh việc hoạch định chính sách của các quốc gia thành viên quan trọng của ASEAN để leo lái ASEAN theo hướng mà Mỹ muốn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar. Trong một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến Trung Quốc, một phiên tòa độc lập ở Anh đã điều tra sự đàn áp của Trung Quốc đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và nhiều dân tộc thiểu số khác. Phán quyết của tòa đưa ra vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 12 khẳng định chính phủ Trung Quốc phạm tội diệt chủng ở khu tự trị Tân Cương. Tòa án độc lập chỉ ra chính phủ Trung Quốc có nhiều hành động làm giảm dân số của người Duy Ngô Nhĩ, bao gồm kiểm soát số trẻ em chào đời. Theo phiên tòa, Trung Quốc đã tiến hành nỗ lực rộng khắp để tăng dân số người Hán ở Tân Cương và ép người Duy Ngô Nhĩ di cư đến nơi khác lao động, đây cũng là một bước trong chiến dịch diệt chủng. Phiên tòa của các tổ chức phi chính phủ đã làm tăng thêm làn sóng chỉ trích hành động của Bắc Kinh ở Tân Cương. Mỹ và phương Tây trước đó cáo buộc Trung Quốc giam giữ 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ ở trại tập trung và cưỡng ép lao động. Ngược lại, Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc về vi phạm nhân quyền, cho rằng các chính sách ở Tân Cương giúp chống lại đói nghèo và chủ nghĩa cực đoan. Bên cạnh ý đồ diệt chủng, phiên tòa độc lập trên thực tế không có quyền hành pháp hay trừng phạt, cũng cáo buộc rằng giới chức Trung Quốc thực hiện tội ác chống lại loài người ở Tân Cương. Phiên tòa thẩm Chí cáo buộc Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra ở Tân Cương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhanh chóng bác bỏ, chỉ trích phán quyết của tòa độc lập là dối trá và có động cơ chính trị. Bộ này ra thông cáo cho biết, lời nói dối không thể bao trùm sự thật, không thể đánh lừa cộng đồng quốc tế hay làm cản trở xu hướng phát triển ổn định thịnh vượng ở Tân Cương. Sau phán quyết của tòa án độc lập, các nghị sĩ Anh quốc đã yêu cầu chính phủ nước này mở cuộc họp báo, tuyên bố lên đinh chính thức xác định hành vi của Trung Quốc ở Tân Cương là diệt chủng và sẽ có kế hoạch trừng phạt Bắc Kinh. Mặt khác, phiên tòa mới đây diễn ra trong thời điểm chính phủ nhiều nước quyết định không gửi quan chức tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh để phản đối Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Hôm thứ Năm ngày 9 tháng 12, Kosovo trở thành nước mới nhất tham gia cùng Mỹ, Anh, Canada, Úc và Litva tại chai ngoại giao Olympics Bắc Kinh. Mỹ mới đây lại tiếp tục có động thái chọc giận Trung Quốc khi tuyên bố tải chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sẽ diễn ra vào tháng 2 tới do cáo buộc Trung Quốc có hành vi tàn bạo, vi phạm nhân quyền với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Thân Cương. Đáng nói là các đồng minh Mỹ trong Liên minh AUKUS gồm Úc, Anh cũng đã nối góp không cử phái đoàn tham dự Thế vận hội mùa đông. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, nước này quyết định không cử quan chức tham dự thế vận hội do gặp khó khăn trong việc mở lại các kênh ngoại giao với Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương. Đồng thời, Canberra cũng đang khó chịu khi bị Bắc Kinh chặn hàng nhập khẩu. Hôm ngày 9 tháng 12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến nhân quyền và cho rằng đây hoàn toàn là lời bịa đặt. Phía Bắc Kinh cũng cảnh báo Mỹ Anh Úc sẽ phải trả giá đắt cho những hành vi sai lầm của mình. Liên quan đến việc các quốc gia như Mỹ và Anh tải chay Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh, hôm 9 tháng 12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông thà làm việc với Ủy ban Olympic Quốc tế về việc bảo vệ các vận động viên trên toàn thế giới hơn là tham gia vào các cuộc tải chay mang tính biểu tượng. Chúng ta đừng chính trị hóa Thế vận hội, đây không phải là sân đấu, tôi thích làm những việc có ích hơn, ông Macron nói trong một cuộc họp báo. Ngoài ra, nhà lãnh đạo còn cho biết quan hệ giữa Pháp và Anh vẫn đang căng thẳng xoay so quanh các quy định về quyền đánh bắt cá, vấn đề người di cư và an ninh khu vực do chính phủ Anh không có hành động cụ thể để giải quyết những nút thắt này. Đáng chú ý, ông còn công khai chỉ trích London thúc đẩy hiệp ước an ninh AUKUS khiến Úc hủy hợp đồng mua tàu ngầm với Pháp. Mặc dù Paris đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng khi bị các đồng minh đâm sau lưng, nhưng đây là lần đầu tiên vị nguyên thủ Pháp công khai chỉ trích Anh quốc. Dường như người Anh đã nhiệt thành ủng hộ cho một thỏa thuận phá vỡ lợi ích của Pháp ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, những điều này không phải là dấu hiệu của tình bạn, ông Macron nói. Phía Anh đã nhiều lần khẳng định rằng thỏa thuận AUKUS không nhằm làm suy yếu quan hệ quốc phòng của nước này với Pháp. Về cuộc khủng hoảng di cư, mối quan hệ Anh-Pháp càng thêm căng thẳng sau vụ 27 người di cư chết đuối khi cố vượt qua eo biển Manche để đến Anh vào tháng trước. Ông Macron cho biết chính sách lao động của Anh chính là nguyên nhân gây ra tai nạn thương tâm này. Ông nói mô hình kinh tế của Anh dựa trên lao động bất hợp pháp và tồn tại nhiều lỗ hổng chưa được giải quyết. Vì nguyên thủ Pháp nói rằng Anh cần hợp tác với Pháp để ngăn chặn dòng người di cư. Dù tỏ ra khá gay gắt về những vấn đề trên, nhưng ông Macron sau đó đã dùng giọng điệu hòa nhã để xoa dịu quan hệ hai bên. Tôi yêu nước Anh và người dân nước này, tôi hy vọng chính phủ của họ sẽ có thiện chí hợp tác với chúng tôi, ông nói. Về cuộc xung đột ở biên giới Nga và Ukraine, ông Macron cho biết ông có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới để góp phần làm súng thang căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine. Ông cũng dự định gặp Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào tuần tới. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, tân thủ tướng Đức Olaf Scholz mong muốn hợp tác tốt đẹp với Pháp, mặc dù hai nước có quan điểm khác biệt về năng lượng hạt nhân. Đó là phát biểu của ông Scholz vào thứ Năm ngày 9 tháng 12, một ngày trước chuyến thăm chính thức đến Paris. Khi được hỏi liệu có đồng tình với Ngoại trưởng Annalena Papok rằng năng lượng hạt nhân không phải là năng lượng xanh hay không, thủ tướng Scholz nói khái quát, mục tiêu của ông là tạo ra loại năng lượng đảm bảo các mục tiêu chung về chống biến đổi khí hậu. Ông tin rằng điều đó có thể làm được dù không dễ dàng. Trong khi đó, vào đầu tháng 11, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói, đất nước của ông sẽ xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng nước ngoài, cũng nhằm đảm bảo mục tiêu kìm hãm tốc độ nóng lên toàn cầu và kiểm soát giá cả. Trong khi đó, tân Ngoại trưởng Đức Annalena Papok vào thứ Năm ngày 9 tháng 12 đã có chuyến thăm đầu tiên đến trụ sở Liên minh quân sự NATO ở Brussels và gặp gỡ Tổng thư ký của khối ông Jens Stoltenberg. Nữ Ngoại trưởng Đức cho biết NATO vẫn luôn là trụ cột không thay thế đối với an ninh châu Âu. Chính phủ mới của Đức cam kết gắn kết chặt chẽ với NATO và thể hiện lập trường cứng rắn đối với Nga trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Bà Papok cho rằng, vào tuần trước ở Riga, NATO đã gửi một thông điệp rất rõ ràng tới Nga và tôi muốn nhấn mạnh chính phủ Đức sẽ góp góp phần đảm bảo những cam kết của NATO. Được biết, Tổng thư ký Jens Stoltenberg vào ngày 1 tháng 12 ở Riga đã phát biểu cảnh cáo bất kỳ cuộc xâm lược nào của Nga đối với Ukraine đều phải trả giá đắt. Moscow sẽ phải lãnh hậu quả nặng nề về chính trị và kinh tế. Pop đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với lập trường này của NATO. Giữa lúc quan hệ phương Tây căng như dây đàn, Nga đã mạnh tay trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến cho quân đội. Theo TASS, hôm 9 tháng 12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đang tập trung tăng cường trang bị cho lực lượng vũ trang hệ thống chỉ huy và điều khiển, trinh sát, hệ thống tác chiến điện tử và vũ khí tiên tiến. Ông Gerasimov nói, để tăng cường năng lực tấn công, khả năng cơ động trong cuộc chiến tổng hợp, quân đội đang chuẩn bị những khí tài cần thiết cho nền tảng trận chiến theo tiêu chuẩn Amata, Kuganet và Bumerang. Các loại khí tài quân sự tiên tiến sẽ được trang bị hệ thống vũ khí có hỏa lực. Trong khi đó, quá trình nâng cấp các thiết bị trên tàu chiến theo cấu trúc mở cũng đang được tiến hành. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, Cố vấn An ninh Quốc gia của Iraq Qasim al-Arazi hôm 9 tháng 11 đã đăng lên Twitter cho biết nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng Mỹ dẫn đầu tại Iraq đã sắp kết thúc, số quân còn lại có thể chuyển sang vai trò huấn luyện và cố vấn. Hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã ký một thỏa thuận chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu của Hoa Kỳ ở Iraq vào cuối năm 2021. Các quan chức an ninh và ngoại giao phương Tây nói rằng đây sẽ là một cuộc rút quân sai lầm vì vốn dĩ nó không thay đổi nhiều số quân đóng tại Iraq. Được biết vào năm 2014, Mỹ đã đưa quân đến Iraq để thực hiện sứ mệnh như một phần của nỗ lực quốc tế nhằm đánh bại nhóm cực đoan đã chiếm lĩnh các khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria. Kể từ năm 2020, số quân Mỹ ở Iraq chỉ khoảng 2.500 binh sĩ với nhiệm vụ chống lại tàn dư của nhà nước Hồi giáo. Các quan chức phương Tây cho biết hiện lực lượng này hầu hết chỉ hoạt động với vai trò huấn luyện và cố vấn. Hôm 9 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, chính quyền tổng thống Joe Biden đang thực hiện các bước siết chặt việc thực thi các lệnh trừng phạt chống lại Iran. Bước đi cụ thể mới đây nhất là việc phái đoàn cấp cao của Mỹ đã đến các tiểu vương quốc Ả Rập UAE thống nhất để nhắc nhở các nước này không vi phạm các lệnh trừng phạt mà Mỹ đưa ra đối với Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh UAE, một đồng minh của Mỹ đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Iran nhằm kiềm chế căng thẳng trong khu vực và tạo bầu không khí hòa hảo khi phương Tây ra sức cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 phái đoàn của hoa kỳ bao gồm giám đốc văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc bộ tài chính mỹ bà Andri gakki đã cảnh báo các ngân hàng ở uae đang kinh doanh với iran và không tuân thủ các lệnh trừng phạt mà washington áp đặt các ngân hàng này sẽ đối mặt với nguy cơ bị phạt nặng do thực hiện những giao dịch này hiện các nhà chức trách uae chưa đưa ra bình luận nào về màn nhắc nhở của mỹ trong khi chia sẻ với cường quốc vùng vịnh là ả rập xê út về tham vọng hạt nhân chương trình tên lửa của iran uae vẫn duy trì ngoại giao với tehran và cử một quan chức cấp cao tới thăm nước này vào tuần trước. Được biết, quan hệ kinh doanh giữa UAE và Iran đã kéo dài hơn một thế kỷ. Vào năm 2018, khi cựu Tổng thống Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt lên Iran, UAE cho biết họ hoàn toàn tuân thủ các lệnh trừng phạt. Theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran đã đồng ý với các cường quốc rằng nước này sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy các việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, khoảng một năm sau khi Washington áp dụng lại các lệnh trừng phạt, Tehran bắt đầu vi phạm các quy định hạn chế hạt nhân. Các cuộc đàm phán đang được tổ chức tại Viên về việc khôi phục thỏa thuận, nhưng cho đến nay vẫn chưa có nhiều tiến triển. Tờ Wall Street Journal đưa tin, nếu các cuộc đàm phán lần này đổ vỡ, Mỹ có thể cử phái đoàn tới một số quốc gia khác để thắt chặt áp lực kinh tế đối với Iran. Công ty Thụy Điển Jackson Euro cho biết họ đã phát triển thành công phương tiện bay cá nhân, chạy băng điện đầu tiên có thể sản xuất đại trà để phục vụ mục đích thương mại. Công ty hy vọng phương tiện bay có tên Jackson One này sẽ dần thay thế cho ô tô truyền thống. Jackson One cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, và người dùng chỉ mất khoảng 5 phút để học lái. Nó có bốn cánh quạt được gắn theo chiều ngang, một cánh ở mỗi góc của phương tiện, giống như một máy bay không người lái dân dụng cỡ nhỏ. Thiết kế ô tô bay sử dụng chất liệu nhôm và sợi carbon có thể bay trong 18 phút với vận tốc tối đa một. 102 km h mức giá dự kiến khoảng 92.000 đô la Mỹ. Đồng sáng lập kiêm chủ tịch Jackson Aero, ông Peter Terrell cho biết, nhu cầu ô tô bay trên toàn cầu rất lớn. Đến nay, công ty đã bán được 150 sản phẩm, với 80% là ở Mỹ. Chủ tịch công ty cho biết, nó hoàn toàn không có rung lắc, mọi thứ vô cùng ổn định, ngay cả khi bạn bay thẳng đứng. Nó giống như một chiếc thảm thần, đem lại trải nghiệm ngất ngây và sảng khoái. Hiện giờ, công nghệ binh còn hạn chế, khiến phương tiện không thể hoạt động lâu, nhưng công ty hy vọng có thể cải thiện vấn đề này trong vài năm tới. Chủ tịch Thunstrom cho biết mục tiêu cuối cùng của công ty là cách mạng hóa giao thông, biến mỗi người thành một phi công điều khiển ô tô bay, đó là tạm biệt tắt đường và ô nhiễm do phát thải. Tuy vậy, những nhà sáng lập công ty thừa nhận còn rất nhiều khó khăn mà họ phải vượt qua về công nghệ, pháp lý và hàng loạt lĩnh vực khác. Riêng về sản phẩm, họ có ý tưởng sản xuất ô tô bay hoạt động lâu hơn hoặc chở được nhiều khách hơn. Tuy nhiên Ô tô bây giờ đây đã có sẵn trên thị trường với mức giá tương đương 2,2 tỷ đồng, bạn cũng có thể sở hữu phương tiện độc đáo và mới lạ này. Kết thúc bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng ngắm nhìn những khung cảnh rạng rỡ trên đường phố New York trong những ngày lễ. Những ánh đèn lung linh, những khối nghệ thuật sắp đặt, các tác phẩm điêu khắc, tất cả tạo nên những cảm xúc khó tả cho du khách khi dạo quanh đại lộ số 5 ở Manhattan. Các cửa hàng bách hóa vẫn tiếp tục truyền thống trang trí các khung cửa sổ đầy sáng tạo. Năm nay, cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đã công bố chương trình biểu diễn đặc biệt và chương trình ánh sáng Shark Fit Avenue. Chuỗi cửa hàng bách hóa sang trọng này đang gây quỹ 1 triệu đô la cho quỹ Obama để ủng hộ liên minh cơ hội cho trẻ em gái. Trong khi đó, nhà bán lẻ Beck Dot Goodman đang kỷ niệm ngày lễ với chủ đề khoảnh khắc hiện tại với lối trang trí cổ điển và tổ chức các bữa tiệc piano sôi động. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau của FBNC.